bên Huấn Audio mình hỗ trợ anh em mình lên những cái chung kèn hộp với một cái giá thành vô cùng hợp lý anh em nhé. Đầu tiên thì anh em mới đến trước đó thì mình sẽ bán cả phân tần nhé. Với bộ chung kèn côn 51 này là 1.400.000 đồng, trong khi đó mình lên chung kèn hộp như này thì giá chỉ có là 1.500.000 đồng, nó chỉ thêm có 100.000 thôi, mà anh em mình thấy là nó được một cái hộp rất là hoành tá tràng anh em nhé. Khi lên hộp như này thì đầu tiên là cái chi phí mua cái hộp này nó thật là rất là đắt rồi. Thứ hai là gì? Cái tiền chi phí vận chuyển nó cũng cao hơn rất nhiều. Nói dùng từ rất nhiều anh em nhé. Vì nó lên tới 8kg một đôi hộp này. Với giá thành bán chỉ là 1.500.000 đồng. Mình nên cho anh em mình cả phân tần này, cả cái củ trung kèn côn 51 bản rất là nổi tiếng của bên mình này. Cho tiếng ca rất là sáng. Anh em dùng để nghe nhạc chậm hoặc nhạc trịnh. Cũng như là một số những cái nhạc để tái tạo cho tiếng bộ gõ rất là tốt, hoặc anh em mình nghe kèn saxophone rất là hay nhé. Mình cũng đã có một bài test cái bộ chung kèn này này với nhạc gõ bo, anh em có thể vào trong kênh của mình để xem nhé. 1.500.000 là đi cả phân tần anh em nhé, kèm cả phân tần đó. Chung kèn này thì cho tiếng ca tuyệt vời rồi, nên anh em mình hoàn toàn có thể dùng nó để làm cái loa trợ lời hoặc chiếc loa anh em mình nghe độc lập để nghe audio file những tiếng chất chậm rãi anh em nhé. Anh em mà chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh của hộ bên Huấn Audio và báo lại giá anh em cho anh em là nên xong xuôi hoàn chỉnh là 1.500.000 đồng bao ship tận nhà anh em nhé. Anh em là quan tâm điện thoại cho bên mình và chào anh em.